Giai đoạn 2021-2030, Lào Cai tập trung quản lý bảo vệ rừng, phát triển kinh tế lâm nghiệp nhằm đảm bảo môi trường, bảo vệ nguồn nước, nâng cao cuộc sống cho người dân và tạo nguồn nội lực cho quản lý bảo vệ rừng. Để đạt được những mục tiêu này thì quy chủ rừng được xác định là nhiệm vụ quan trọng nhất. Huyện Bảo Yên có tổng diện tích tự nhiên 81.862 ha, trong đó đất rừng hiện có trên 53.000 ha, tỷ lệ che phủ 61,04%. Tuy nhiên, việc xác định đất rừng đối với các chủ rừng còn gặp nhiều khó khăn. Một số diện tích rừng còn có sự chồng chéo giữa các hộ gia đình, ủy ban nhân dân cấp xã và các tổ chức. Bên cạnh đó, một số diện tích rừng trồng đang được các hộ sử dụng ổn định, chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, do theo hồ sơ diện tích này đang thuộc quản lý của ủy ban nhân dân cấp xã. Sớm hỗ trợ giúp đỡ cho xã và xác định được cái diện tích của các chủ rừng hiện nay đang trồng chéo, để đặc biệt là cái diện tích mà đề nghị cắt trả của công ty lâm nghiệp về cho các cấp quản lý, đặc biệt là địa phương quản lý, để xác định được cái chủ rừng cụ thể để giao khoán bảo vệ được thuận lợi hơn. Do không rõ ràng về ranh giới diện tích chủ quản lý nên những năm qua việc quản lý, bảo vệ, trồng rừng, khai thác lâm sản cũng như chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng gặp nhiều vướng mắc. Rừng trồng đến tuổi khai thác, tỉa thưa nhưng không thực hiện được. Đất trống còn nhiều nhưng việc tổ chức trồng rừng mới rất khó. Quản lý khai thác lâm sản phụ trong rừng cũng phức tạp. Hiện trạng rừng là kế thừa cái số liệu của cái ngành tài nguyên môi trường và ngành nông nghiệp. Do vậy cho nên tức là cái việc mà số liệu này nó có cái sự sai khác giữa thực địa và cái thực tế quản lý của các chủ rừng. Đó nó dẫn đến cái việc mà chi trả nó chưa được đúng, nhiều chỗ nó cũng chưa được đúng cái diện tích và cái hiện trạng chi trả. Do vậy cho nên cũng khó khăn trong cái công tác chi trả xác định cụ thể của đối tượng, đặc biệt đối với hộ gia đình cá nhân và cộng đồng dân cư. Đất lâm nghiệp phải được quy hoạch, phân định ranh giới rõ ràng và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản trên đất cho các chủ thể theo đúng quy định của pháp luật. Xóa bỏ chồng chéo giữa các chủ quản lý, hạn chế tình trạng đất bị tranh chấp, lấn chiếm. Thiết lập được hồ sơ kỹ thuật và pháp lý quản lý, sử dụng đất để phục vụ việc bảo vệ và phát triển rừng là yêu cầu cấp thiết. Việc đầu tiên bây giờ hiện tại mà để đảm bảo cái công tác chi trả dịch vụ môi trường rừng cho nó đúng người, đúng đối tượng, đúng chủ rừng, địa phương đã tổ chức rà soát. Thế cái này thì kể cả ngành kiểm lâm, kể cả quỹ bảo vệ phát triển rừng cũng phải vào cuộc, và đặc biệt là chính quyền địa phương, bởi vì đây là nhiệm vụ của ủy ban các huyện. Tỉnh Lào Cai đặt mục tiêu đến năm 2025, cơ bản diện tích rừng và đất lâm nghiệp được quy chủ theo đúng quy định của pháp luật. Chính vì vậy, việc quy chủ rừng phải gắn với rà soát cụ thể, chi tiết, chính xác, làm cơ sở giải quyết dứt điểm diện tích tranh chấp, chồng chéo, xâm lấn giữa các ban quản lý rừng phòng hộ, công ty lâm nghiệp với các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân khác.